Xin chào các bạn, đây là cây Kawai G300. Cây này thì được đóng ở xưởng ở thành phố Hamamatsu, Nhật Bản. Đó, trong tem nó có ghi Hamamatsu, Japan, tiếng Pháp đó, tức là Japan là Nhật Bản đó. Cây này thì có mặt top solid, gỗ solid cedar. Gỗ solid cedar. Mặt đàn chỗ này nó có vết chày. Vết chày. Còn đây là mắt gỗ, chứ không phải là vết chày. Vết chày nhỏ nhỏ ở đây. Mặt đàn cũng khá là được, có vài vết chày nhỏ nhỏ thôi. Ở trên chỗ này nữa. Đó. Lưng hông là gỗ cẩm lai. Đây, khóa đàn, khóa zin. Khóa này thì nó là màu đồng, chứ không phải màu vàng. Đây, để tẹt âm thanh. Độ cân bằng khá là tốt. Shop đang bán 4.8 triệu, nhưng mà nhân dịp cuối năm thì shop đang sale off còn 4.2 triệu thôi. 4.2 triệu một cái đàn với mặt gỗ thịt, khá là mềm, giá khá mềm. Kawai thì là một thương hiệu cũng rất là lớn của Nhật Bản, nhưng mà người ta đều biết đến Kawai với dòng piano là nhiều, còn guitar thì số lượng nó ít hơn. Shop đã căn chỉnh action hợp với tay của người Việt mình rồi, nên là bấm rất là êm thôi. Bấm ở trên đây cũng thoải mái thôi. Đã bấm ở đây thoải mái này. Đang sell off giá còn 4.2 triệu, bảo hành 2 năm. Cảm ơn các bạn.